Dạ, chào bác sĩ. Tôi bị thần kinh tọa cũng mười mấy năm rồi bác sĩ. Ngày xưa bị xe đụng á, xong rồi có đi nhà thương mấy bác sĩ cứ chích thuốc vô xương sống nhưng mà không thấy hết được, chừng vài tháng nó bị trở lại. Cái gân ở đây hay là không biết cái gì, như cái đầu gối đi giống như nó hụt vậy đó, mà giống như nó kẹt kẹt gì đây đó, mấy năm mà không hết. Bây giờ đi đứng đây sao? Đi đứng thì bình thường nhưng mà đứng lâu cũng nhức sụn xuống tay. Nó bị sụn cái đầu gối. Dạ, giống như nó bị hụt vậy đó. À, được rồi. Anh kia quê làm. Wow, dùng biết cái cổ luôn. Dễ sợ thiệt. Điện trang rồi, phải không? Dù đó không lành. Rồi, nó bắt đứng dậy dơ tay lên để coi đỡ chứ. Rồi, dơ cao lên. Ôi. Sao đi đúng không? 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 Xích chân lại, ngồi xuống, đứng đầu đủ nhẹ đầu, ngồi sát dưới đất, đứng dậy, ngồi xuống, sát luôn, đứng dậy, ngồi xuống, sát luôn, đứng dậy. Rồi, bây giờ cứ... Rồi chạy nhanh ra kia đi. Quá rồi. Rồi. Ok. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.